Xin chào tất cả bạn đã đến với kênh YouTube channel của mình, kênh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm kiếm tiền online và các tính năng thủ thuật phần mềm trên Facebook và chiếc điện thoại. Như thường lệ, nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình nhé. Ok, như các bạn cũng đã biết, ứng dụng GoLive đang là một cái mạng xã hội kiếm tiền hot nhất hiện nay. Thì nó kiếm tiền rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần like bài viết trên Facebook là chúng ta sẽ nhận được tiền. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải và đăng ký và cách kiếm tiền nó như thế nào. Thì mọi người hãy theo dõi thật kỹ video và cách làm hướng dẫn của em nhé. Ok, cái bước đầu tiên là các bạn cần phải có một cái đường link tải ứng dụng GoLive. Thì mọi người sẽ lấy đường link tải ứng dụng GoLive dưới phần mô tả video của em. Ok, thì nếu không thì mọi người cũng có thể là lên trên YouTube của em thì các bạn sẽ ấn vào danh sách phát. Sau đó thì các bạn ấn vào cái chỗ mục kiếm tiền online hoàn toàn miễn phí này. Các bạn chọn chỗ Auto GoLive này. Sau đó các bạn nhìn thấy cái mũi tên tam giác này xuống này thì mọi người kích vào này. Sau đó là mọi người kéo lên này. Đây. Đây cái link tải ứng dụng đây. Đấy. Sau đó thì mọi người kích vào cái đường link này. Sau đó mọi người chọn cho em trình duyệt Chrome hoặc là Cốc Cốc này. Nếu như mọi người không có hai trình duyệt này thì mọi người tải trên ứng dụng điện thoại của mọi người nhé. Ok. Thì em sẽ vào Cốc Cốc này. Ok, sau đó thì nó sẽ hiển thị cái giao diện như thế này. Thì mọi người kéo cho em. Ok, sau đó thì các bạn sẽ ấn tham gia GoLive ngay. Nó sẽ hiển thị như thế này. Thì mọi người để chế độ tiếng Anh cho em nhé. Để chúng ta viết cho nó đúng. Thì họ và tên thì mọi người viết tên đầy đủ của mọi người vào. Tên đăng nhập thì mọi người cũng viết họ và tên viết liền không giấu cho em. Mật khẩu thì mọi người nhập mật khẩu nào cho nó dễ nhớ và sau đó thì mọi người nhập lại mật khẩu. Sau khi mà mọi người hoàn thành xong cái thông tin rồi thì mọi người ấn vào đăng ký cho em. Thì ở đây thì em cũng đã đăng ký cái tài khoản rồi nên em không không cần phải làm nữa. Ok. Sau khi các bạn đăng ký tài khoản xong nó sẽ hiển Bước thị tiếp là theo tạo là tài chúng khoản ta hay sẽ không. tải ứng dụng GoLive. Thì cái ứng dụng GoLive này nó chỉ hỗ trợ trên dòng Android. Còn dòng iOS, iPhone thì nó chưa hỗ trợ. Thì mọi người sẽ vào CS Play. Sau đó mọi người ấn vào tìm kiếm ứng dụng. Mọi người gõ cho em cái từ khóa GoLive. Sau đó đây là cái phần mềm ứng dụng GoLive. Sau đó các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn sẽ ấn mở. Ok, nó sẽ hiển thị giao diện như thế này. Thì ta sẽ nhập tên đăng nhập và mật khẩu lúc này chúng ta đăng ký. Sau đó chúng ta ấn đăng nhập. Ok, nó bảo là cập nhật ngay. Bạn cần cập nhật địa chỉ email để lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu, cập nhật ngay. Ok, sau đó thì các bạn sẽ ấn cái email này xóa đi. Các bạn nhập một cái email. Số điện thoại các bạn nhập vào, số điện thoại của các bạn. Ok, sau đó là mình ấn lưu. Ok, cập nhật thông tin thành công. Ok. Đấy. Bây giờ bước tiếp theo.
Đây mọi người muốn đổi mật khẩu thì mọi người cũng có thể là vào đây nhé, vào phần menu nhé. Đấy, đấy menu này, sau đó là ấn các cái trang cá nhân này. Đấy. Khi mà các bạn đăng ký Go Live là các bạn trở thành thành viên đồng rồi. Đấy. Đấy, ok không ạ? Đây nhá. Ngoài ra thì các bạn cũng có cái giới thiệu bạn bè này này. Thì các bạn cũng khi các bạn giới thiệu bạn bè hướng dẫn họ đăng ký thì các bạn sẽ hưởng 5% doanh thu mỗi tháng nhé. Ok. Đây, trang cá nhân này. Đấy. Quản lý tài khoản này. Ok. Thì sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta kiếm tiền Go Live với ứng dụng Facebook. Ok. Thì đây là cái phần rút tiền của mọi người này, 21 giờ vừa qua này, rút tiền qua ví Momo điện tử này, ngân hàng này. Đấy. Thì ta sẽ gì? Ấn vào phần kiếm tiền. Ok. Sau đó ta ấn vào phần kiếm tiền ngay. Sau đó chúng ta ấn vào phần kiếm tiền. Đúng ạ. Ok. Thì đây là cái tài khoản của em. Thì mọi người sẽ ấn vào cái phần menu này để chúng ta kết nối với Go Live với Facebook. Thì mọi người sẽ ấn cho em phần quản lý tài khoản. Sau đó mọi người ấn cho em vào thêm tài khoản Facebook. Mọi người ấn thêm tài khoản. Ok. Bước này thì mình sẽ đọc và mình làm theo. Bước 1 là copy mã xác nhận và đăng bài lên trang cá nhân Facebook của mình. Thì ta ấn vào phần copy này. Sau đó chúng ta quay về ứng dụng Facebook của chúng ta. Em đăng xuất đã. Sau đó thì ta nhập cái tài khoản của chúng ta vào. Ta đăng nhập. Ok. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần copy vừa rồi, chúng ta dán vào đây. Chúng ta cần phải để chế độ công khai nhé. Bạn bè thì ta phải để chế độ công khai hết thì mới được. Sau đó thì chúng ta ấn đăng lên. Ok. Sau khi chúng ta đăng rồi, chúng ta sẽ copy cái đường link này. Thì chúng ta sẽ ấn giữ 3 giây. Như này nó sẽ sao chép. Như này nó chỉ sao chép văn bản thôi. Ta ấn chia sẻ. Xem thêm. Đây, sao chép vào khay. Ta sao chép. Sau đó chúng ta quay trở về về ứng dụng Go Live của mình. Ok, ta ấn vào phần ba gạch chỗ menu này. Sau đó chúng ta ấn vào quản lý tài khoản này. Thêm tài khoản này. Thêm tài khoản này. Đây, ta dán cái link này. Bước 2 ta dán cái link bài đăng bài viết của mình vào. Đây, xác nhận thêm tài khoản. Ok, nó hiển thị là chúc mừng bạn đã thêm tài khoản thành công. Ok. Như vậy là ta đã kết nối tài khoản thành công rồi. Bây giờ ta ấn vào phần mục kiếm tiền này.
ta ấn kiếm tiền ngay. Đây, mọi người sẽ có một cái danh sách công việc thì mọi người sẽ làm. Ok, ta sẽ ấn vào, ta chỉ cần ấn đây, đây là 40 đồng này. Đấy, ta chỉ ấn vào đó, sau đó ta ấn vào Baric cũng được này. Ta ấn vào Chrome này. Mọi người phải chú ý là cái ứng dụng Go Live với cái ứng dụng Facebook, cái tài khoản Facebook phải khớp với cái ứng dụng đó nha. Ta đăng xuất đi này. Sau đó thì ta nhập đăng nhập cái tài khoản mới này. Ok. Đây em sẽ vào lại từ đầu nhé. Thì nó sẽ hiển thị các cái danh sách công việc, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần like theo yêu cầu thôi. Đây, ta ấn vào cái bài viết này, sau đó ta ấn vào Baric này cho nó dễ này, sau đó trình duyệt Chrome này. Ok, sau đó là ta cần thích. Đấy. Sau đó thì ta trở về, ta chỉ cần ấn bước 2 hoàn thành. Ok, đã gửi thông tin lên hệ thống, xét duyệt, ok. Đấy, tiếp tục ta cứ làm như vậy thôi. Đấy, ta cần thích phát này này. Là chúng ta đã có 40 đồng rồi. Ok, ngoài ra thì ở mục kiếm tiền này thì có cái phần Instagram thì ta cũng ấn kiếm tiền ngay. Chưa có tài khoản thì ta sẽ ấn đến trang thêm tài khoản thì nó cũng tương tự copy này. Sau đó ta ấn vào phần ta sẽ trở về cái ứng dụng Instagram nhé. Ok. Rồi sau đó ta ấn vào cái phần bình luận thôi. Đây, ấn vào bình luận ngay này. Thì ta ấn vào Instagram này. Đấy, thì sau đó thì ta cần ấn vào cái phần bình luận tin nhắn này, ta dán vào đây. Sau đó là ta đăng lên. Sau đó ta trở về cái ứng dụng. Sau đó ta xác nhận thêm tài khoản là ok. Ok, như vậy là em cũng đã hướng dẫn cho mọi người cách tải và đăng ký và hướng dẫn cách kiếm tiền từ Go Live với ứng dụng Facebook và trên Instagram nữa rồi. Nếu như bạn nào ấy làm đúng những gì em hướng dẫn thì mọi người sẽ làm được nhé. Ok. Thì nếu như mọi người không biết làm như nào thì mọi người để dưới phần comment bình luận thì em sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết. Thì cái link tải ứng dụng Câu like thì em để ở dưới phần mô tả và em để cả Facebook của em và Zalo của em ở dưới phần mô tả thì mọi người ấn vào đó, mọi người kết bạn với em rồi em sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết cách làm kiếm tiền từ Go Live. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc tất cả mọi người thành công. Ok.